nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam với thành phố trùng khánh trung quốc cục xúc tiến thương mại bộ công thương việt nam phối hợp với ủy ban xúc tiến thương mại thành phố trùng khánh tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư và kết nối giao thương giữa hai bên theo thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu trùng khánh Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang trùng khánh đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, gồm các mặt hàng nông sản thế mạnh như sầu riêng, thanh long, gạo và nhập khẩu từ trùng khánh đạt khoảng 980 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là máy móc thiết bị, máy nông nghiệp, linh kiện ô tô, xe máy. Tuy nhiên, con số này còn khá khiêm tốn, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 3% trong tổng kim ngạch thương mại hai bên do đó sự kiện xúc tiến thương mại này là cơ hội tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp việt nam và trùng khánh trung quốc tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai bên lên tầm cao mới là điểm sáng trong quan hệ song phương trong thời gian tới